Khán giả khó hiểu khi Ninh An như mộng của Bạch Lộc thua điểm phim của Dương Tử. Dù nhận về lượt quan tâm khá lớn và đạt thành tích về lượt xem độ phủ sóng, nhưng Ninh An như mộng của Bạch Lộc chỉ đạt 6.9 điểm đa ban, còn kém so với trường tương tư của Dương Tử. Phim Ninh An như mộng của Bạch Lộc được truyền thông hoa ngữ ví là chiến mã của giai đoạn cuối 2023, bởi lập nhiều thành tích các phim trong năm nay chưa thể vượt được. Cụ thể theo bảng xếp hạng vẫn hợp xác nhận, Ninh An như mộng ra Bạch Lộc cho loan hách đóng chính đã chiếm 35% thị phần, đồng thời vượt 100 triệu lượt xem thực trên ngày. Ngoài ra, phim cũng thành công thu hút doanh thu quảng cáo khủng, với hơn 193 quảng cáo tới từ 27 thương hiệu, thời lượng quảng cáo của Ninh An Nhân Mộng tới nay đã vượt ngưỡng 1.554 giây. Đây là thành tích không phải phim nào cũng có thể đạt được. Với hàng loạt thành tích đạt được, nhiều chuyên gia phim ảnh hoa ngữ nhận định Ninh An Nhân Mộng không thua kém trường tương tự tư của Dương Tử, đạt được trước đó khi so với lượt xem độ phủ sóng. Tuy nhiên tối 27 tháng 11, Ninh An như mộng chính thức mở điểm đa ban. Một điều khiến khán giả bất ngờ khi phim chỉ nhận được 6.9 trên 10 điểm, với 60.000 lượt đánh giá. Trong khi đó, trường tương tư, được web bộ Darwin Vân Hợp chứng nhận phim ăn khách mùa hè 2023, điểm đa ban thu về 7.7 trên 10, với hơn 350.000 người đánh giá. Nếu so về khoản này, phim của Bạch Lộc vẫn còn thua xa so với đàn trị Dương Tử. Nhiều khán giả tranh cãi về việc khi một tác phẩm đạt lượt xem trước hơn 7 triệu, nhưng lượng đánh giá cho phim chỉ ở mức 60.000 lượt. Theo đó, không ít người cho rằng đã có một bộ phận anti-fan vào chấm điểm thấp cho Ninh An như mộng, khiến tác phẩm của Bạch Lộc nhận điểm thấp. Một số khác cho rằng do ekip Ninh An như mộng mở điểm đa ban trễ, khiến độ hot độ quan tâm của khán giả dành cho phim đã giảm. Một số chỉ ra nguyên nhân, Ninh An như mộng của Bạch Lộc chỉ được xem là khá tốt chứ chưa có sự bất phá bởi những ồn ào. Trước đó, nhiều khán giả cho rằng nguyên nhân chỉnh khiến phim có nhiều điểm trừ, đến từ góc quay ánh sáng và tạo hình nhân vật chưa ổn. Chính điều đó khiến sự yêu thích của khán giả khi theo dõi phim ngày một giảm. Ngoài ra màn thể hiện của bộ đôi nam nữ chính Bạch Lộc Trương Lương Hách cũng nhận về nhiều tranh cãi trái chiều.